Chơi cơm đi. Nhưng mà anh em Hoàn Nguyên là buồn chi à, vui chi chú. Đấy. Chú Quang đây. Em rằng là em gọi là chúc anh Mão nhá. Anh em đây. Anh Mão ơi. Bác cứ thoải mái tinh thần đi tí. Buồn. Nhưng không được có nguyên. Đây đây rồi. Tất cả anh em thọ ở đây là gặp nhau quá nhiều rồi và biết nhau quá lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới nói tuổi là sinh năm 69. Rồi, được rồi. Nhưng mà nếu như nhìn cái tóc và nhìn khuôn mặt và nhìn nếp nhăn thì mình bảo là thọ này nó ít hơn mình quá nhiều tuổi. Hơn 40. Rồi, ít hơn mình quá nhiều tuổi. Rồi, rồi hết này. Không quan trọng đâu mà. Nhưng mà nguy hiểm. Đây là bác gì nhỉ? Bác Vọng. Bác Diện kính Bác Vọng nha. Bác Diện ạ. Vâng, em kính Bác Vọng. Bác Mão thì anh em là kính Bác Mão đi. Bác Mão bác thẳng lưng ưỡn ngực, bác hoành tráng này tí em nhờ. Chú được bao nhiêu lưỡng rồi, chú uống nhiều chứ sai sao? Tại vì em chơi với em rể của Bác Mão cho nên là thọ biết là chú cố chiến. Xin phép nhé. Ok. Có bao nhiêu rượu em uống hết thì cả Bác Vọng nhé. Rượu bùi rất đậm, coi hồ mấy đi, đẹp trai thế này mà sao cứ đội mũ đâm là anh em không được chiêm ngưỡng cái mái tóc của bác. Nếu để trong kia tôi vứt ra một ngày Bác Vọng.